với kênh Nhà Nông nha. Thì clip hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ra ngoài đồng. Đi ra ngoài đồng cắt cỏ về cho cái lúa về cho bò nha các bạn. Đây thì mình đã chuẩn bị sẵn cỗ rồi hết rồi nè. Rồi mình sẽ đi lấy dây thôi. Mình cắt bằng mé nha các bạn. Đây bằng mé đây. Rồi mình sẽ vừa mang ống ra, thay đồ mang ống rồi lên đường đi. Xuất phát nha các bạn, xuất phát. Hãy đi theo trái dừa đây để uống nước. Nào, lên đường. Thì hiện tại thì thời tiết đang hơi nắng nha các bạn. Thì bây giờ thì tầm khoảng 4 giờ chiều nè các bạn ạ. Nha, 4 giờ chiều nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đồng. Rồi, tự mở cửa luôn. Không. Không, xuất phát. Đi. Đó, còn đây là mấy người phía xa xa ngoài kia cũng có người cắt rồi nè các bạn. Bạn để ý nha. Đi. Đó, phía đây là đám lúa của mình nha. Bây giờ mình sẽ lấy mé đi. Lấy mé. Mé đây. Xuất phát. Đó, phía kia là có người cắt rồi nè các bạn, thấy không? Đó, thấy chưa? Đây. Đây người ta cũng cắt một phần nào còn phần này. Tại lúa mùa đây bỏ mà nó lên cỏ, cắt chứ không để bông nó rụng hết. Nha. Khó quá thì khó. Đây mình cắt chứ không cũng bỏ ít bò quá mà đây. Phía đây, đây đám ruộng của mình đây. Đó, ok, đây. Thì hiện tại thì mình cũng cắt một phần rồi nè, còn phần này chưa cắt nè. Bây giờ mình sẽ xử lý cái phần bên đây luôn nha. Mình cắt xe mà các bạn, đây khu vực đây cắt xe mà nhiêu ra là đủ cho nó ăn 2 ngè nha. Con cào cào
À, nhiêu đây đủ cho nên 2 ngày, bây giờ mình sẽ vô lấy dây bó thôi. Đi cho mình vô, đi vô lấy dây. Đó, vô lấy dây nha các bạn. Đó, dây đây. Để mình đem trái dừa uống luôn nha các bạn. Đây, trái dừa đây. Thì làm biếng không đem nước thì nhà có dừa sẵn uống luôn. Thôi. Rồi, phải xuất phát thôi các bạn. Nhiều dây lên cực mua lúa rồi đó. Cực giác vô cho bò. Nhìn không cảnh quê các bạn thấy không? Đây là không cảnh đồng quê này. Quá tuyệt vời luôn. Bầu trời bình yên. Đó. Mặt trời thấy đã. Đó, mặt trời các bạn. Rồi được luôn mặt trời luôn. Đây vô. Rồi đây, bây giờ mình sẽ xử lý tất cả cái đống này. Chắc đi các bạn. Rồi tắt cổ rồi. Rồi các bạn, sau khoảng 30 phút làm việc các bạn. Đây. Thì sau khoảng 30 phút làm việc thì nó cũng đầy cổ rồi. Giờ mình xuất phát mình chở về thôi. Đây, lên đường. Rồi, đi thôi các bạn. Lên đường về nha. Đã về tới nhà rồi, bây giờ cho bò ăn thôi. Thì nó đang chờ này, một con hai con đang chờ. Có nguyên lộn cho nó ăn luôn. Anh nuôi hai con rồi các bạn, nuôi lấy phân để bỏ ra vậy. Đói bụng, đang đói bụng, thấy cỏ gì mê mất, kêu quá chừng kêu luôn. Rồi, bạn thấy nhà nông có quả, nhắn đăng ký kênh ủng hộ kênh nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.